Đăng Tú. Tú. Nghe nghe. Kính thưa quý anh chị, xin chào tất cả các em. Hôm nay mình rất lấy làm vui khi đón đoàn chúng ta đến thăm Quảng Trị và đi từ đây về chia sẻ và đi thăm một vài cái bản làng của đồng bào Vân Kiều. Cũng đến đây tất cả những người đồng chí đoàn người đầu trân trọng và cảm ơn đoàn đại biểu. Thật ra thì qua đó chúng ta cũng có bài học để được sống với nhau tốt đẹp hơn ở trên ngày mai, đó là không có chiến tranh. Và cũng xuất phát từ cái lý do đó mà các bạn biết đấy, 30 năm kháng chiến chống Mỹ thì cũng không biết gì trần thế thân địa mà các bạn đã có mặt ở đây, cũng không biết gì cái vùng này bởi có chiến tranh, mà tất cả những cái trận chiến dù lớn hay dù nhỏ thì nó đều mang những giá trị.